Thưa quý vị, biển số 30K-999.99 của Hà Nội từng khiến nhiều người choáng váng vì được đấu giá thành công với mức giá lên tới hơn 75,2 tỷ đồng hồi tháng 1 năm 2024. Đây là mức giá cao nhất kể từ khi việc đấu giá biển số xe được thực hiện thí điểm từ tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, do người trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, biển số này đã được đưa ra đấu giá lại. Không chỉ có biển số 30K-999.99, ngày 25 tháng 3, Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho biết đã có kế hoạch đấu giá hàng loạt biển số siêu đẹp khác. Theo đó, từ ngày 3 đến 5 tháng 4 năm 2024, nhóm biển được đưa lên sàn đấu gồm 30K-999.99 của Hà Nội, 14A-88888 của Quảng Ninh, 51L-34567 của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có một số biển tứ quý như 99A-65555 và 99C-30000 của Bắc Ninh, 98A-71111 của Bắc Giang. Theo Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, tại phiên đấu giá biển số xe ô tô lần thứ 3 diễn ra từ ngày 18 tháng 3, quy chế đấu giá có một số điểm mới. Mỗi cuộc đấu giá sẽ có thời gian chính thức và thời gian gia hạn. Thời gian đấu giá chính thức là từ khi bắt đầu cho đến phút thứ 25 của cuộc đấu giá biển số. Nếu 10 giây cuối cùng không có lệnh trả giá hợp lệ mới, người có giá trả hợp lệ cao nhất là người trúng đấu giá. Ngược lại, nếu 10 giây cuối của 25 phút ghi nhận lệnh trả giá, cuộc đấu giá sẽ được gia hạn. Mỗi vòng đấu gia hạn kéo dài 30 giây, tối đa không quá 10 vòng. Người tham gia đấu giá có lệnh trả giá hợp lệ trong 25 phút đầu mới được tham gia vòng đấu gia hạn thứ nhất. Tại vòng đấu gia hạn, nếu hệ thống ghi nhận chỉ có một người tham gia trả giá hợp lệ thì cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia trả giá là người trúng đấu giá. Tương tự với thời gian đấu giá chính thức, trong thời gian diễn ra vòng đấu gia hạn, nếu 10 giây cuối cùng hệ thống ghi nhận không có lệnh trả giá hợp lệ mới, thì người có giá trả hợp lệ cao nhất là người trúng đấu giá và cuộc đấu kết thúc. Nếu 10 giây cuối cùng ghi nhận có lệnh trả giá hợp lệ mới, thì cuộc đấu giá sẽ được gia hạn thêm các vòng đấu. Ở vòng đấu gia hạn thứ 10, tức là vòng đấu tối đa, người trả giá hợp lệ cao nhất được hệ thống ghi nhận là người trúng đấu giá. Một điểm mới khác trong quy chế đấu giá lần này đó là quy định về cách thức trả giá hợp lệ. Tại các phiên đấu giá trước đây, thời gian ghi nhận một lần trả giá hợp lệ tính bằng mili giây, tức là 1/1000 giây. Trong 1 giây, người tham gia đấu giá có thể thực hiện trả giá 3 đến 4 lệnh nếu thao tác nhanh. Điều này dẫn tới tình trạng có người sử dụng phần mềm trả giá tự động để thực hiện được nhiều lệnh hơn, nhất là những giây cuối của cuộc đấu giá, không công bằng với những người trả giá bằng tay. Để đảm bảo sự công bằng, quy chế đấu giá trong phiên đấu giá biển số lần thứ 3 quy định thời gian ghi nhận một lần trả giá hợp lệ là 1 giây cho một tài khoản tham gia đấu giá. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.